Dạ ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì buổi chiều hôm nay mình với chị Hồng sẽ tiếp tục làm lạp xưởng nha cả nhà. Bữa nay là mình làm cho một người cậu ở nước ngoài. Cậu có đặt của mình là 20 kg để cậu làm quà Tết cho bà con trong xóm. Thì mình cũng làm bữa nay để tới ngày 16 hoặc 17 thì cậu sẽ lấy lạp xưởng để phát quà cho bà con á. Thì giờ mình đã chuẩn bị xong cái thịt với mỡ. Mỡ thì mình đã sắt xong hết rồi, mình trộn vô thịt. Mình làm cái phần lạp xưởng cho cậu á. Thì giống như cái lạp xưởng mà mình làm giao cho khách nè. Tại vì cậu đặt của mình thì cái hương vị á cũng mặn mặn ngọt ngọt chứ không quá ngọt. Giờ mình bắt đầu mình làm. Mình cũng làm thủ công nha, sử dụng ống thục. Mình cũng có máy nữa nhưng mà mình thấy làm thủ công gì á, cái lạp xưởng của mình á nó ngon hơn. Nên là thôi kệ cực chút xíu mà mình làm gì cho nó ngon. Trong cái lạp xưởng này thì mình cũng nêm nếm đầy đủ gia vị. Rồi cho một ít tỏi phi. Lượng đường thì mình cho 150g đường cho 1 kg thịt. Tùy theo, có người thích ăn ngọt, có người thì thích ăn nhạt. Mình làm đường nhiều thì mình để được lâu, còn mình làm đường ít á, thì mình sử dụng trong thời gian ngắn. Có người mình không ăn ngọt nhiều á, thì làm khoảng 120g đường là vừa. Còn cái này là mình làm ở mức độ vừa phải. Ở đây mình sử dụng ruột tươi nè, ruột này thì mình đã cạo sạch. Rồi mình ngâm vô rượu rồi nè. Để cho cái ruột này nó giãn nở, mình dễ dồn. Sau khi mình làm xong thì mình cũng rửa lại rượu để cho cái ruột heo này nó săn lại á, không có bị mốc. Mà nó cũng có bị hôi nữa, khử luôn mùi hôi nữa nè. Ngày nào mình cũng dồn quen tay. Lúc trước á, thì lúc mà mới làm á, thì còn hơi lộng cộng. Mình làm lâu, mà lúc này mình làm nhiều á, nên là mình cũng quen tay. Cô chú anh chị ở phương xa mà thích đặt lạp xưởng của mình để làm quà Tết hay quà tặng cho bà con, rồi cho người thân, dòng họ, bạn bè thì liên hệ với mình nha. Lạp xưởng mình làm tươi ngon mỗi ngày luôn. Ai đặt tới đâu thì mình làm tới đó. Mình giao hàng sau 3 hoặc 4 ngày chứ không có giao liền được. Ví dụ như nay đặt mai có thì không có. Tại vì mình phải làm theo yêu cầu. Cái mẻ này thì mình làm thịt nhiều hơn so với đợt trước. Tại vì những người mà người ta thường ăn lạp xưởng á, người ta cũng sẽ thích có mỡ mỡ để cho cái khúc lạp xưởng của mình nó không có bị cứng. Thì có chị Hồng phụ. Bữa giờ là chị Hồng phụ mình suốt luôn á. Cái này phải làm có đông người, có bữa thì có cô Năm phụ. Chút nữa chắc cô Năm ra. Cũng hồi năm trước thì cậu cũng đặt của mình để làm quà cho bà con. Năm nay thì cậu cũng lại tiếp tục đặt được anh chị, cô chú với cậu Mạnh Thường Quân ở xa mà thương đặt hàng của mình để làm quà Tết đó, thì chị em của mình rất là mừng. Để mình có tiền mình mua sắm Tết đó. Mở ra buôn bán mà được đặt hàng nhiều vậy mình mừng lắm. Bữa trước thì cũng có một người chị ở xa đặt của mình 5 kg để làm quà Tết cho bà con thì mình cũng đã giao rồi. Cái ruột này vừa nãy chị không? Ừ. Mình chia nhỏ ra thành từng mẻ. Tại vì cái thao này nhỏ quá nè. Ngày nào mình cũng làm vào buổi chiều đến hẹn lại lên. Tại vì buổi sáng chị Hồng còn phải bán bánh mì, làm nhiều chuyện á, rồi phải làm việc nhà nữa, nên là mình chỉ làm vào buổi chiều thôi. Buổi tối thì mình phải xông thang, chứ nguyên một đêm mà mình không có xông thang, mình để tới bữa mai á là cái bữa sau cái thịt này nó bị tái như cả nhà. Hồi lúc mới làm mình chưa có kinh nghiệm á, cũng có mấy mẻ bị tái
thì cái mạo lên không có được đẹp, mà lạp xưởng mình nó bị chua. À, nên là mình rút kinh nghiệm, giờ mình làm buổi chiều tối không có nắng thì mình phải đốt than lên để mình xông hơi cho cái da này nè nó khô lại, rồi cái chiếc lạp xưởng nó hơi tương tương mỡ là mình ngưng. Cứ làm xong rồi mình phải đốt than liền để mình bảo quản cái thịt. Dồn cái kia thấy ngon ghê, quen tay rồi. Bữa nay hết sợ bị tanh đồ rồi nè. Áo nãy thím có nêm thêm chao nêm nè, không biết vừa đúng gì chưa biết. Cô chú anh chị nào ở xa mà muốn đặt hàng thì liên hệ cho mình nha, số điện thoại 0967 693 759, thì gọi để em đặt hàng, em tư vấn hẹn ngày giao. Càng về gần Tết đó thì số lượng hàng càng nhiều. Ngày chiều ngày 23 đến ngày 24 mình có một chuyến đi từ Bến Tre về Gò Công Đông. Thì mấy anh chị cô chú nào mà ở trên cái tuyến đường quốc lộ đó thì mình ship hàng miễn phí, khỏi tốn phí 30.000 tiền ship, mình sẽ giao tận nơi luôn cho. Tại vì ngày 24 thì mình có chuyến đi về Gò Công để giao á. Sáng chiến khỏi tốn tiền ship, khỏi tốn được 30.000. Cái ruột này nó nguyên xây với cái nó bồng hơi. Sơm vậy cái hồi nữa mình đốt than lên cái nó xì mỡ rồi chị. Nó ngộ ngộ sao? Sao? Chị nó cái rổ. Người ta có bí quyết là cái ruột mà bự là người ta dùng khi mà nó khô thì nó sẽ nhăn da, còn mình cái ruột càng bự thì mình cũng làm cho nó bự hết cỡ nhưng mà mình sẽ cột ngắn lại, chứ mình vẫn có làm cho nó dùng da nhẫn xấu chị không? Đúng rồi. Nó không có căng. Này thịt không mà ngon ghê chưa. Cái này là mỡ ít. Mỡ ít thịt nhiều. Cái mẻ ngày hôm qua hai chị em mình làm ở đây đã khô một nắng rồi, nó khô màu đẹp ghê chị. Này mỡ ít quá thịt đó nó bị hít nên là dồn nó hơi khó. Đúng rồi, mỡ chị nhồi chị thấy nó cũng cà rít hơn. Đúng rồi, mỡ nhiều á nó mới trơn ru. Mà cái lạp xưởng tùy theo người thì người ta ăn mỡ không được, người thì ăn nhiều mỡ được. Nhưng mà mình thấy mỡ nhiều á thì nó béo ngon hơn.
Đây mình cho cả nhà xem lạp xưởng của mình nè. Lạp xưởng này được hai nắng nè. Màu rất là đẹp. Đây cái mẻ lạp xưởng ngày hôm qua hai chị em mình làm nè. Cái màu lên rất là tươi luôn á. Lạp xưởng, chiếc lạp xưởng nhìn ngon ghê không? Cả nhà yêu thích thì mua hàng để ủng hộ cho chị em của mình nha. Màu lên đẹp lắm, tại vì mình làm thịt đùi á nên cái màu lên đỏ tươi đẹp lắm luôn á. Ở phía trước mình còn phơi một sào dài, thiệt là dài nữa. Tại vì đợt này được khách đặt nhiều á nên là mình cũng làm nhiều lắm. Buổi chiều thì ngay cái vườn cà chua của mình là nắng được như đây nè. Buổi sáng thì mình phơi ở phía trước nhà, một ngày mình phải dời tới 2-3 lần nên chỗ nào có nắng thì mình dời đi chỗ đó. Nãy giờ hai chị em mình đã dồn lạp xưởng xong rồi mình cột luôn. Mẹ bắt dùm cái nồi nước sôi á, thì mình có chuẩn bị sẵn hai cái thau nước nè để mình pha nước nóng. Mình pha nước nóng trong đây mình có cho rượu rồi nè, hai thau này mình pha khoảng nửa lít rượu á để cho cái vỏ này nó không có bị móc, nó săn da đó. Thì giờ chị Hồng chị sẽ pha ấm ấm hơi vừa vừa thôi. Ôi một chiếc này quá thì to luôn. Giờ chị rửa đi, em lấy cái xào vô cái nha. Quên nó gì cái xào nữa. Giờ chị Hồng chỉ rửa nè, mình rửa qua hai thau nước lần á để cho lạp xưởng mình nó không còn dính mỡ nữa, cái mình cho vô cái cây. Bữa trước thì mình sử dụng móc mà bữa nay mình làm quá trời luôn cái không đủ móc á. Nóng đỏ tay mà mình làm nóng vậy nó săn da chưa. Nhóm của mình làm lạp xưởng này rất là kỹ luôn á, mình rửa bằng nước nóng rồi pha rượu đồ nữa để mình sợ cái lạp xưởng mình nó bị chua bị móc á thì nó sẽ không ngon, tại vì mình có gửi đi tỉnh rồi mình làm quà đồ này kia thì phải cho ngon. Cách nào mà cách lạp xưởng bên mình thì nhanh tay đặt hàng để mình giao trong thời gian sớm nhất nha, tại vì gần Tết thì cũng có mấy anh chị cô chú muốn làm quà cho bà con người thân hay là giúp đỡ những người khó khăn trong dịp Tết, mình có một chút quà để mình vui mình ăn trong những ngày Tết thì đặt hàng rồi mình sẽ giao hàng tận nơi. Lạp xưởng của mình làm rất là kỹ qua nhiều công đoạn lắm nên là làm mấy cái lạp xưởng chứ mà lâu lắm. Cái này là lấy công làm lời chứ nếu mà trả ngày công nữa không biết nhiêu mà nói luôn á. Vậy thì cái lạp xưởng của mình nó sẽ ngon hơn. Cái thịt này nè mình để ra cái rổ này nè ráo nước á mình mới dồn vô nên là cái chiếc lạp xưởng của mình nó bên trong nó rất là khô, nó không có bị dính nước máu á. Cái nước máu nó đỏ thì mà mình dồn như đây nè mình cắt ra mình ăn nó sẽ bị hơi tanh tanh. Cái này là mình để cho chiếc lạp xưởng nó khô thịt luôn á, nước máu là mình bỏ luôn á. Sáng mẹ mình cho con vịt để nấu chao nè. Chị Hồng chị ướp nấu nhìn ngon ghê. Giờ cho lên cái bếp cồn để mình nhúng rau, nhúng rau muống. Lạp xưởng lên xào quá trời luôn nè, nhìn mê luôn á chị Hồng. Xung quanh ở ngoài lộ nữa. Quá trời luôn. Bữa nay là lạp xưởng tràn ngập luôn. Chỗ nào cũng dân lạp xưởng. Bữa nay mình làm xong sớm nên là mình ăn sớm, mọi khi có khi làm xong 7-8 giờ tối luôn mới ăn cơm được. Bữa nay đỡ, làm cũng nhanh tại vì mình làm sớm nữa. Clip của mình cũng hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà nha. Khách nào mà muốn mua ủng hộ lạp xưởng cho chị em của mình thì
liên hệ để mình giao hàng tận nơi.